Thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội cho phép luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, sớm hơn 6 tháng so với hiện nay. Theo Bộ Xây dựng, Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản 2023 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhà ở. Việc hai luật này có hiệu lực sớm 6 tháng nhằm đảm bảo có hiệu lực đồng thời với Luật Đất đai 2024 cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 này. Theo các chuyên gia, ba bộ luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản đã được thông qua. Đây được coi là những căn cứ bản lề góp phần giúp thị trường phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh. Tại Nghị định số 04 năm 2022 NDCP, quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai, thì những đối tượng có hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp sẽ bị phạt tiền với mức phạt cao nhất, có thể lên tới cả tỷ đồng. Lấn chiếm xây dựng nhà trên đất nông nghiệp là hành vi trái luật. Cụ thể, đối với trường hợp lấn chiếm đất mà chưa đến mức truy cứu hình sự, thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Trường hợp lấn chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trừ trường hợp quy định tại khoản 6 điều này tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng, mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức, đồng thời tổ chức cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng đất ban đầu, buộc đăng ký đất đai và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp. đáp ứng nhu cầu thực tế cũng như mở rộng các đối tượng được sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Luật đất đai năm 2024 đã điều chỉnh theo hướng mở về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho kiều bào. Khi luật chính thức có hiệu lực, Việt Kiều sẽ được mua nhà, có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất như công dân trong nước. Điều này sẽ giúp thị trường bất động sản thu hút lượng lớn kiều hối từ nước ngoài. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, có khoảng 4 triệu người muốn mua nhà ở tại Việt Nam trong tương lai, bao gồm người nước ngoài và Việt kiều. Cùng với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đang chảy mạnh vào Việt Nam, người nước ngoài đến sinh sống và làm việc lâu dài cũng tăng lên hàng năm. Việc mở rộng đối tượng được sở hữu nhà kỳ vọng sẽ giúp thu hút nguồn kiều hối tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới. Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm rất lớn đến thị trường Việt Nam do các sản phẩm và loại tài sản cho các nhà đầu tư quốc tế. Những thay đổi về luật đất đai chắc chắn sẽ kích cầu thị trường và chắc chắn sẽ mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người mua quốc tế. Tại điều 4 luật đất đai sửa đổi, quy định về người sử dụng đất được bổ sung thêm nhóm người gốc Việt định cư ở nước ngoài nhưng không có quốc tịch Việt Nam hay còn gọi là Việt kiều. Nhóm này sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về đất đai, nhà ở như công dân trong nước và người Việt định cư ở nước ngoài người còn quốc tịch Việt Nam. Cùng đó, trong luật mới, Điều 28 cũng quy định cụ thể, người gốc Việt định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam, được mua, thuê mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở, nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà. Điều mà luật hiện hành không có những quy định này. Nó theo quy định tại luật đất đai 2024 thì có bổ sung một cái quy định rất là mới về cái đối tượng mà được mua được nhận chuyển nhượng được sở hữu quyền sử dụng đất tại việt nam đó là người có gốc việt nam trong thời gian tới thì chính phủ cũng như là bộ tài nguyên môi trường sẽ có những hướng dẫn cụ thể hơn về cái trường hợp cái đối tượng là người có gốc việt nam và cái lưu ý thứ hai ở đây mà tôi cũng nhấn mạnh đó là các cái 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 trường hợp mà người có gốc Việt Nam được nhận chuyển nhượng được sở hữu đất hiện nay chúng ta đang chờ quy định để hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này theo ước tính của Ngân hàng Thế giới lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 ở mức 14 tỷ đô la trong khi Ngân hàng Nhà nước ước tính lượng kiều hối chuyển về nước năm 2023 tăng từ 25 đến 30% so với năm 2022 các chuyên gia đánh giá việc mở rộng này sẽ tránh được bất cập khi trước đây muốn sử dụng đất trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nhờ người thân trong nước đứng tên thực hiện giao dịch chuyển nhượng. Việc này đã khiến không ít tranh chấp phát sinh. Mặt khác, việc quy định mở rộng đối tượng người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam của luật đất đai 2024 đã tạo sự bình đẳng giữa người dân trong nước và kiều bào trong việc sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất. Số lượng Việt Kiều tham gia vào đầu tư vào trong các cái thị trường kinh tế ở Việt Nam trong đó có thị trường bất động sản thì còn khá hạn chế bởi những cái quy định cũ nó không kích thích vì vẫn có những cái vướng mắc có những cái khó khăn vẫn tạo ra những cái rào cản mà chưa thu hút được họ với những cái quy định này thì chúng tôi tin tưởng rằng là sẽ tạo ra một cái nguồn lực mới để mà đầu tư vào cái thị trường bất động sản nó có thể nó sẽ tăng lên rất mạnh thông qua cái chính sách cái quy định mới của pháp luật lần này. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần hành động để cải thiện môi trường đầu tư. Khi người nước ngoài biết đến Việt Nam nhiều hơn, họ sẽ đến tìm hiểu cơ hội. Như vậy, ngành bất động sản mới hấp dẫn dòng vốn đầu tư nước ngoài và đóng góp vào sự thành công của chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030. Giới chuyên gia cũng nhận định trong những năm gần đây, Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư hứa hẹn cho dòng tiền và các nhà đầu tư đặc biệt mang đến nhiều cơ hội hơn cho bất động sản công nghiệp phân khúc hưởng lợi trực tiếp từ các làn sóng đầu tư mới chính trị ổn định kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch với mức lạm phát duy trì thấp và tỷ giá được nhà nước kiểm soát ổn định hơn trong tương quan với các quốc gia khác trong khu vực đây chính là điểm mạnh hứa hẹn thu hút các nhà phát triển bất động sản nước ngoài tại những vị trí và phân khúc có dư địa phát triển tốt Để người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể mua nhà đất ở Việt Nam thì cần phải có giấy tờ chứng minh đối tượng là cá nhân được sở hữu nhà ở, có hộ chiếu còn giá trị và được phép nhập cảnh vào Việt Nam. Về điều kiện được sở hữu nhà ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng minh nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua các hình thức quy định tại khoản 2, điều 8 của Luật Nhà ở. Cụ thể người việt nam định cư ở nước ngoài có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh bất động sản mua nhận tặng cho nhận đổi nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật Điều 44 của Luật Đất đai năm 2024, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam, có quyền sử dụng đất ở do nhận chuyển quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc mở rộng quy định cho phép người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu nhà ở sẽ tăng cơ hội tiếp cận, sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả hơn. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính tới cuối tháng 4, kinh doanh bất động sản chiếm gần 2% số doanh nghiệp lập mới, nhưng tổng vốn đăng ký lĩnh vực này đạt khoảng 24.000 tỷ đồng, tăng gần 146% so với cùng kỳ năm ngoái. 4 tháng qua, doanh thu lĩnh vực bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 80.845 tỷ đồng, cao gần 10% so với cùng kỳ 2023. Nhiều chuyên gia cho rằng những dấu hiệu kinh tế phục hồi cùng với việc luật đất đai sửa đổi sẽ có hiệu lực sớm vào giữa năm nay, góp phần củng cố tâm lý của nhà đầu tư. Thị trường đã ghi nhận nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư và có xu hướng phát triển các dự án nhà ở mang thương hiệu riêng tại Việt Nam. Họ có lợi thế về thương hiệu, thiết kế tiêu chuẩn và chất lượng xây dựng nên các sản phẩm này vẫn luôn thu hút khách hàng. Bước sang tháng 5, trong khi lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ, thì một số nhà băng vẫn giảm lãi suất cho vay mua nhà. Lãi suất cho vay của nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Việt Tin Việt Combank và Agribank trong khoảng 5-7% tùy kỳ hạn. Lãi suất ưu đãi trong tháng 5 đang dao động trong khoảng 5-6% đối với 6-36 tháng vay đầu tiên sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi đối với nhóm khách hàng vay cũ của các ngân hàng quốc doanh dao động từ 9 đến 10%, ngân hàng tư nhân hầu hết trên 12%. Tại đại hội cổ đông của công ty cổ phần bất động sản thế kỷ Senlen, nhiều người đặt dấu hỏi về việc trung cư liệu có lên giá nữa hay có nên mua trung cư. Chủ tịch hội đồng quản trị Senlen Nguyễn Trung Vũ cho rằng, một số phân khúc bất động sản đã tăng nóng trong thời gian dài và tới đây mức giá sẽ bình thường trở lại. Vì vậy những ai chưa mua chung cư thì đừng vội. Đây cũng là thông điệp mà bản tin nhà đất và đầu tư của Đài Hà Nội đã đưa suốt thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Trung Vũ cho rằng do trước đây mọi người đang mua vì sóng, chứ tình trạng này không phải câu chuyện dài hạn. Điều quan trọng trong kinh doanh là phải dài hạn, phải bền vững. Nếu anh chị nào chưa mua chung cư thì đừng vội, đừng lo lắng quá. Về phía Hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng đã đề xuất cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực vệ tinh tới trung tâm thành phố. Nguồn cung đến từ khu vực ngoại ô, vùng ven sẽ kéo giảm giá nhà. Quý đầu tiên năm 2024, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova Novaland ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 697 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 30%, còn khoảng 640 tỷ đồng, chi phí lãi vay gần như không đổi, đồng thời chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng. Tổng lại, tập đoàn Novaland vẫn lỗ sau thuế trong quý 1 năm 2024 gần 601 tỷ đồng, tăng thêm 46,5% so với cùng kỳ năm 2023. Được biết, đây là mức lỗ lớn nhất theo quý của Novaland từ trước đến nay. những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại